Trong hai ngày 22 và 23 tháng 4, tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, lễ hội truyền thống Đền Thái Vi đã đem đến cho du khách thập phương một không khí lễ hội đặc sắc khi những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của địa phương luôn được các thế hệ người dân nơi đây giữ gìn, trao truyền. Được tổ chức với quy mô cấp xã, lễ hội truyền thống Đền Thái Vi trải qua bao năm vẫn giữ được vẹn nguyên những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo với các hoạt động phần lễ và phần hội gắn liền với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng tôn giáo của người dân địa phương. Là chủ thể của lễ hội, người dân xã Ninh Hải đã tham gia lễ hội với một niềm tự hào khi có cơ hội được giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của quê hương đến bạn bè, du khách thập phương. Thông qua cái hoạt động lễ hội truyền thống hàng năm 15 tháng 3 thì đã làm cho mỗi người dân thấy được, trước hết là thấy được cái niềm vinh dự tự hào và đồng thời cũng nâng cao, được giữ gìn và nâng cao cái giá trị truyền thống của địa phương để làm một trong những cái điểm mà quảng bá cho người nước ngoài về khu du lịch Tam Cốc Bích Động. Nét độc đáo ở lễ hội Đền Thái Vi chính là không gian tổ chức lễ hội không bó hẹp trong phạm vi khu di tích mà được tổ chức với không gian mở là khu bến thuyền Tam Cốc để mọi người dân và du khách đều được hòa mình vào không khí vui tươi, ý nghĩa của lễ hội. Những gương mặt hồ hởi, những nụ cười rạng rỡ khi được chứng kiến các hoạt động sôi nổi tại lễ hội tại khu du lịch Tam Cốc Bích Động đã làm cho chuyến tham quan du lịch của nhiều du khách trong nước quốc tế thêm ý nghĩa khi được đắm mình trong sự kiện lễ hội đậm chất văn hóa truyền thống Việt Nam. Ông Mathieu, du khách Pháp cho biết, tôi đến từ Pháp, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và đến với Ninh Bình, tham quan Tam Cốc Bích Động, được chứng kiến lễ hội truyền thống của người dân địa phương. Tôi thấy rất thú vị và thêm hiểu văn hóa Việt Nam. Trong nhiều nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương, việc chính quyền địa phương xã Ninh Hải quan tâm tổ chức lễ hội Đền Thái Vi hàng năm là một hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm tôn vinh, làm nổi bật những giá trị đặc biệt của di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hàng năm thì vào dịp rằm tháng 3 thì chúng tôi tổ chức cái lễ hội truyền thống Đền Thái Vi nhằm là tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua Trần và giáo dục cái ý nghĩa lịch sử về cái truyền thống dựng nước và giữ nước của các vị vua. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng tổ chức các cái hoạt động trò chơi truyền thống như là đua thuyền, kéo co, cờ tướng để nhằm tạo cái không khí vui tươi cho bà con nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch, làm sao để du khách đến với địa phương ngày càng đông hơn. Về Ninh Bình dịp này, nếu có cơ hội được tham dự các lễ hội truyền thống ở những địa điểm du lịch nổi tiếng có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp như lễ hội Đền Thái Vi, chắc chắn trong tâm trí mỗi du khách sẽ luôn in đậm hình ảnh về một vùng non nước hữu tình, nơi có những lễ hội truyền thống vô cùng đặc sắc của vùng đất cố đô.